Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là cơ quan ICE bắt đầu nhắm vào việc gọi là có thể thay đổi chính sách của họ trong việc mà nhắm vào những thành phố được xem là trú ẩn cho di dân bất hợp pháp. Bản tin mới nhất cho biết thì cơ quan ICE đã đổi tên của họ để và thành lập một cái đơn vị chống lại tội phạm của những di dân bất hợp pháp. Cơ quan đặc trách về di trú và quan thuế của Hoa Kỳ gọi là Immigration and Customs Enforcement đã bắt đầu cho đặt lại tên các đơn vị của họ nhằm đối phó với tình trạng tội ác ở những thành phố trú ẩn cho di dân bất hợp pháp và có thêm sự hợp tác theo tường trình của giám đốc quyền giám đốc cơ quan ICE cho biết. Cơ quan của an ninh địa, tức là Bộ Điều tra của An ninh Nội địa, sẽ theo đuổi một cái cuộc gọi là điều tra các di dân và những thành phần băng đảng can dự đến những di dân bất hợp pháp, bao gồm luôn các đường dây về buôn bán tình dục và kể cả những hình ảnh về tình dục của trẻ em ở trên Internet dưới quyền quản trị của cơ quan an ninh nội địa là DSS, theo tường trình của tờ Washington Times cho biết. Và biến chuyển này là cần thiết bởi các cái thành phố được xem là trú ẩn cho di dân bất hợp pháp, trong đó đã từ chối hỗ trợ cho các nhân viên của liên bang điều tra và bác bỏ tất cả những email từ cái địa chỉ của ICE.government. Trong đó quyền lãnh đạo của cơ quan này là Patrick Lechner đã cho biết gì trên, và chúng tôi khó có thể kiểm tra được, và giờ đây thì chúng tôi sẽ đổi cái brand name, tức là chúng tôi sẽ đổi cái tên của cơ quan này để có thể nhận được sự hợp tác của các chính quyền địa phương khi mà đối phó với thành phần tội phạm nằm ở trong cái nhóm di dân bất hợp pháp. Và Lechner cho biết rằng là quốc hội đã cung cấp khoảng 50.000 cái giường cho tất cả cơ quan ICE ở các trung tâm giam giữ, và hiện nay có khoảng 41.500 cái nơi được xem là có được cái tài khoá mà chính quyền cho bên đã yêu cầu thêm 34.000 cái giường cho tài khoá năm 2025 để mà chứa những di dân bất hợp pháp. Đây được xem là một trong những chính sách mới nhất của cơ quan ICE đã đưa ra. Cùng một lượt thì các sinh viên tại trường đại học UCLA đã khởi kiện cho một cái vùng mà họ nói là cấm những người Do Thái đến chỗ này. Đây là một trong những cái khá đặc biệt. Tuy nhiên thì lệnh cấm này là bởi vì tránh sự xung đột. Bản tin mới nhất cho biết thì ít nhất là 3 tổ chức sinh viên ở trong trường đại học UCLA đã chính thức khởi kiện trường học này cho một cái chính sách mà trong đó họ dùng để đối phó với những kẻ theo chủ nghĩa bài Do Thái và xây dựng một cái khu vực nó gọi là True Exclusion Zone, tức là khu vực không cho phép người Do Thái tới gần sau khi mà những cái hoạt động của ủng hộ người Palestine đã tìm cách cắm trại trong các trường học. Đơn kiện này đề ngày 5 Tây tháng 6, trong đó có các cái nhóm tôn giáo ở trong nhà trường và một cái tổng công ty về law firm, tức là về luật có tên gọi là Beck, trong đó thách thức trường đại học của UCLA trong việc mà họ tìm cách gọi là giảm đi sự xung đột của các sinh viên trong trường học. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới của trường UCLA. Một số khu vực ở trong trường UCLA nơi mà thường xuyên có sự cấm trại của những kẻ ủng hộ Palestine và bài Do Thái ở trong đây, thì để tránh cho tình trạng xung đột giữa các sinh viên, trường đại học đã ban hành một cái luật trong đó là không cho phép các nhân viên hoặc là các sinh viên Do Thái tới gần những khu vực có thể sẽ gây ra xung đột, đặc biệt là khu vực có rất nhiều những người ủng hộ Palestine. Và chính sách này đã được áp dụng khi mà giới chức an ninh của trường học đã bắt đầu cản trở và không cho phép các sinh viên Do Thái tới những khu vực được xem là khá nhạy cảm trong trường học. Và đây được xem là một trong những cái chính sách của họ đưa ra, và hiện nay thì chính sách này đã bị khởi kiện bởi một số những cái tổ chức của sinh viên Do Thái cho rằng họ đã bị phân biệt đối xử và không được phép tới những cái chỗ mà được xem là trong trường học theo cái quyền tự do của họ. Và điều này cho thấy rõ ràng đang có một cái sự phân biệt đối xử giữa trường UCLA và các sinh viên Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Joe Biden lại nổ quá nhiều khiến cho phía giới truyền thông phải lên tiếng đính chính về cái bệnh nổ của ông ta. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Joe Biden đã nổ rất nhiều về quá khứ của ông ta, từng là một nhà hoạt động về quyền dân sự, từng là có người chú đã bị ăn thịt ngựa, đã bị người ta ăn thịt, và kể cả việc mà ông ta nói rằng ông ta từng lái xe 18 bánh và nói rằng quen biết với lại Vladimir Putin trong 40 năm qua. Và trong lời phần phỏng vấn mới nhất của ông Joe Biden với tờ New York Times và cả tờ Washington Post và tờ Washington Free Beacon đã phải xác định lại những sự thật mà ông Joe Biden đã nói là hoàn toàn không có thật. Thứ nhất là việc mà ông ta nói rằng ông ta lái xe 18 bánh, và
trong đó trên báo cáo của tờ Bà Đốc thì ông ta từng là một tài xế của lái xe bus, school bus thì đúng hơn, và ông ta chưa có cái nghề chuyên nghiệp là lái xe 18 bánh. Tuy nhiên, trong bản báo cáo này thì cũng nói rằng trong thập niên 70, ông ta từng lái 500 dặm trên một cái chiếc cargo truck, tức là một chiếc xe chở hàng, chứ không phải là ông ta là tài xế chuyên nghiệp của xe 18 bánh. Ngoài ra, ông ta tự nhận ông ta là một nhà hoạt động từ lúc trẻ trong cái phong trào quyền dân sự của dân chúng. Trong đó thì theo tường trình cho biết thì ông Joe Biden là tham gia vào phong trào phản chiến ở thập niên 70 và trước đó cuối thập niên 60. Chứ ông ta chưa hề có cái hành động gọi là tham gia vào những cái phong trào đấu tranh cho quyền dân sự trong lúc mà ông ta còn học ở tại Santa Clara College ở California từ năm 1957. Và ông đồng thời cho biết là gia đình của ông đã có một người chú anh hùng là Ambrose Finnegan Jr., người là phi công của đệ nhị thế chiến và đã bị bắn rớt và cuối cùng đã rớt ở tại đảo quốc Papua New Guinea, và nói rằng những sắc dân ở đây đã ăn thịt người, tức là ăn thịt chú của ông ta. Và theo tường trình của tờ Free Beacon thì đây là một cái điều không đúng sự thật, bởi vì chú của ông ta rớt xuống đó bị bắt giữ chứ không hề bị ăn thịt. Và điều đặc biệt nhất là ông ta nói rằng ông ta quen biết với lại Vladimir Putin 40 năm. Trong khi đó, ông Putin chưa bao giờ bước ra khỏi công chúng cho tới khi mà ông ta trở thành thủ tướng dưới quyền của Tổng thống Boris Yeltsin năm 1999. Và trước đó, ông ta là người điều hành của cơ quan KGB, tức là cơ quan mật vụ của Nga, và chưa bao giờ bước ra công chúng. Do đó, ông Joe Biden nói rằng quen biết ông Putin 40 năm là một cái hành động được xem là khá nổ. Và điều này đã cho thấy rõ ràng Joe Biden dường như ông ta đã bắt đầu quên dần tất cả mọi thứ và đưa ra những cái lời phát biểu được xem là đã bị điều đính lại, tức là đã bị đính chính lại bởi các công ty truyền thông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Joe Biden ngày hôm nay, bản báo cáo mới nhất cho thấy mặc dù bác bỏ rằng ông ta có một bức tường sắt giữa ông ta và những thành viên trong gia đình trong những mối làm ăn, tuy nhiên cả bản báo cáo mới nhất cho thấy là ông ta vẫn can dự rất nhiều vào các công việc làm ăn của gia đình và kể cả của con ông ta và em trai ông ta. Từ lâu nay thì ông Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rằng ông ta giữ khoảng cách của ông ta với những mối thương mại trong gia đình, đặc biệt là lúc mà ông ta trở thành phó tổng thống và trở thành tổng thống. Tuy nhiên các bản báo cáo mới nhất chi tiết cho thấy là ông ta vẫn nằm trong cái vòng gọi là lẩn quẩn trong gia đình về các mối làm ăn đó. Và ông Joe Biden đã được báo cáo là ông ta đã chia sẻ cái người mà giữ sổ sách tài chính cho ông ta với con trai của ông ta là Hunter Biden, người này gọi là bookkeeper. Và đồng thời ông ta cũng đã phái luật sư cá nhân của mình làm việc với em trai của mình là Jim Biden. Và trong lúc mà ông ta là cựu tổng thống của Hoa Kỳ, và cùng một lượt thì em trai của ông Joe Biden là Jim Biden, khi mà điều tra về một đối tác làm ăn có tiềm năng với gia đình, cũng đã thuê mướn một cựu nhân viên mật vụ của ông Joe Biden. Theo báo cáo cho biết thì ông Joe Biden nói rằng là ông ta có một bức tường lửa đối với các mối làm ăn người trong gia đình và giữ khoảng cách với họ, trong đó bao gồm cả Hunter Biden là con trai và Jim Biden là em trai của ông ta. Tuy nhiên các bản báo cáo cho thấy là ông ta đã có hành động gọi là can dự một cách rất mật thiết, trong đó trong một trường hợp thì em trai của ông Joe Biden là Jim Biden đã thuê mướn một người lãnh đạo cái nhân viên mật vụ hàng đầu lúc còn bảo vệ cho ông ta là Del Popolio để điều tra một giám đốc của một Trung Quốc đang làm ăn với con trai của ông ta và đã bay tới gặp gỡ trong năm 2017. Và bên cạnh đó thì ông ta đã phái một luật sư của mình làm việc với lại Jim Biden, và luật sư này là luật sư cá nhân của ông Joe Biden. Bên cạnh đó thì giám đốc Patrick Ho, người được xem là đã bị bắt giữ về các cái tội tham nhũng, thì được xem là một nhân vật có quan hệ rất mật thiết với Hunter Biden. Và theo tường trình của tờ Politico đưa ra thì ông Joe Biden cũng đã cho cái người bookkeeper của mình, tức là một nhân vật được xem là giữ sổ sách tài chính cho cá nhân ông ta, qua giúp đỡ cho ông ta, và người này đã từng thành lập cùng với luật sư của ông ta cho các cái hệ thống công ty và shell company, tức là những công ty được xem là vỏ bọc hay những công ty ma với cái tinh thần gọi là S Corporation, vân vân và vân vân. Đây là những cái bản báo cáo chính thức cho thấy là ông Joe Biden dường như là ông ta vẫn tiếp tục có những mối quan hệ với gia đình trong lúc mà gia đình của ông ta lợi dụng cái danh nghĩa phó tổng thống lúc trước và tổng thống bây giờ để tiếp tục thúc đẩy các mối làm ăn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với một nhóm cơ đốc giáo và lên án đảng Dân Chủ đã tìm cách vũ khí hóa trong vấn đề phá thai.
Cựu Tổng thống Trump sẽ phát biểu với một nhóm cơ đốc giáo và gọi cái việc phá thai này rõ ràng là một cái vũ khí hóa ở trong cái chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ trong việc gọi là tranh cử Tổng thống. Vì cựu Tổng thống này dự tính là sẽ phát biểu qua màn hình video trong một cái tòa sự kiện được tổ chức bởi tổ chức có tên gọi là Danbury Institute ở tại Indianapolis, và trong đó họ sẽ nói chuyện với lại cái hệ thống liên bang về cơ đốc giáo ở khu vực này. Và ông Trump rất rõ ràng, tôi ủng hộ cho quyền của từng tiểu bang ban hành luật riêng của họ về vấn đề phá thai, ngoại trừ vấn đề hãm hiếp, vấn đề loạn luân hay là ảnh hưởng tới sinh mạng của người mẹ. Ông Trump đã phát biểu như trên, và Tổng thống Trump cam kết rằng vẫn sẽ phát biểu về tình trạng phá thai này, tương tự như ông đã từng phát biểu với đảng Libertarian trước đây, và ông sẽ gặp gỡ với các nghiệp đoàn. Ông nỗ lực để tìm cách gọi là thay đổi cái hiện trạng của đất nước. Đây được xem là một trong những cái chi tiết khá quan trọng, bởi vì Danbury Institute là được xem có quan hệ rất mạnh với các giáo hội cơ đốc giáo, đặc biệt là họ nhấn mạnh về tình trạng bảo vệ cho giá trị của gia đình. Đây được xem là cuộc nói chuyện khá quan trọng của ông Trump đối với những người theo đạo cơ đốc giáo và những người bảo vệ cho giá trị của tôn giáo và giá trị của gia đình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay, ông đã chính thức endorse cho Sam Brown trong cuộc chạy đua vào ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Nevada. Ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa là ông Trump sẽ endorse cho một đại quý lục quân đã về hưu là Sam Brown ở tại Nevada trong cuộc chạy đua vào ghế thượng viện của Liên bang Hoa Kỳ. Và đây được xem là một trong những chọn lựa của ông trong lúc mà có cuộc cạnh tranh khá gay gắt tại đây. Ông Trump đã gửi cái lời endorsement của ông lên trang True Social sau khi mà ông đã ở một ngày trong cái cuộc rally ở tại Las Vegas, và nơi một số những ứng cử viên của Đảng Hòa cũng đã có mặt. Và ông nói rằng Brown là một người không sợ hãi và là một người yêu nước, và ông chỉ ra cho thấy ông Brown đã không ngừng nghỉ tranh đấu cho vấn đề an ninh biên giới cũng vấn đề là tăng trưởng kinh tế. Và cuộc bầu cử vào ngày thứ ba sẽ là cuộc cạnh tranh giữa thượng nghị sĩ Jackie Rosen, đức là người đã có cái nhiệm kỳ đầu tiên của đảng Dân Chủ ở tại khu vực của Nevada, và sẽ đối diện với lại ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong năm 2024. Và đảng Cộng hòa đang xem cái cuộc đấu tại Nevada là một cơ hội để họ có thể flip cái tiểu bang này. Và đảng Dân Chủ đang giữ khoảng 51 trên 49 ghế trong quyền đa số tại Thượng viện, và họ đang gặp thách thức trong cái bản đồ tranh cử trên sàn Thượng viện vào năm 2024. Họ phải bảo vệ cho những cái nhân vật được xem là incumbent ở những tiểu bang red state, tức là những nhân vật đương nhiệm của họ nhưng lại nằm ở những tiểu bang màu đỏ như là Montana, Ohio và West Virginia. Và trong đó có thể sẽ bao gồm luôn tiểu bang được xem là chiến lược gồm có Nevada và Arizona. Đây được xem là một trong những cái cuộc đề cử mới nhất của ông Trump đưa ra, và trong đó cho thấy ông đã thúc đẩy mạnh các thành viên của Đảng Cộng hòa khi ra tranh cử trong cái việc mà giành lại cái quyền đa số tại Thượng viện trong cuộc bầu cử năm 2024. 2024 là nơi mà Thượng viện sẽ có 33 ghế ra tranh cử lại trong cái chức thượng nghị sĩ, trong đó gồm 10 ghế incumbent của Đảng Cộng hòa và 23 ghế incumbent của Đảng Dân chủ. Và Đảng Cộng hòa đang hy vọng họ sẽ flip ở những tiểu bang red state gồm có Montana, Ohio và West Virginia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cuộc tranh cử của ông Trump và ông Biden ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất của đài truyền hình CBS cho thấy hai người đã có mức ngang ngửa trong cái tháng 5 vừa qua. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Trump và ông Joe Biden dường như đã có một cái mức điểm khắc cao và ngang ngửa trong tất cả những cái tiểu bang, kể cả những tiểu bang chiến lược, theo cuộc thăm dò của đài CBS cho thấy. Và trong cuộc thăm dò này, mặc dù rằng ông Trump vừa bị định tội trong một cái phiên tòa ở tại New York, tuy nhiên thì 49% người của đảng Dân Chủ vẫn chọn ông Joe Biden, và 50% người của Đảng Hòa vẫn hậu thuẫn cho ông Trump trong tất cả những tiểu bang chiến lược. Và trong đó 47% dường như là ủng hộ cho Joe Biden vào tháng 3. Và ông ta đã tăng được cái mức gọi là điểm của Đảng Dân Chủ lên tới 54%. Trong khi đó, một số những cái chi tiết khác cho thấy ông Trump đã dẫn trước Joe Biden rất nhiều vấn đề, bao gồm tinh thần cứng rắn hơn, ông được 66%, khi Joe Biden chỉ được có 28%. Chính sách về năng lượng, ông được 61%, Joe Biden được 26%. Gây ảnh hưởng, ông được 52%, Joe Biden chỉ được 38%. Và việc mà gọi là năng lực thì ông được 49%, Joe Biden được 40%. Tuy nhiên,
Joe Biden lại hơn ông Trump ở cái điểm gọi là lòng nhân bản, ông ta được 52%, ông Trump được 37%. Trong khi đó thì về cái quan điểm tầm nhìn cho quốc gia, ông Trump đánh bại Joe Biden là 67/51, 49% cái ông Joe Biden đã giải quyết cái việc cá nhân của anh. Họ người dân thì thích ông Joe Biden giải quyết cái chuyện cá nhân của ông ta, 33% tương tự như vậy, và giúp cho ông Trump. 51% không thích cái đường hướng mà ông Joe Biden giải quyết chuyện cá nhân, trong khi 67% nói rằng tương tự với ông Trump. 70% trên 30% là người ta approve cái sắc lệnh về di trú của ông Joe Biden. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất, và cuộc thăm dò này đã được đưa ra bởi tài truyền hình CBS. Trong đó, trên toàn quốc, 78% đảng Dân Chủ nói rằng họ sẽ đi bỏ phiếu năm 2024. 90% người của Đảng Cộng Hòa nói cùng một chủ đề. Và trong các tiểu bang chiến lược, 87% đảng Dân Chủ nói rằng họ sẽ đi bỏ phiếu. Trong khi đó, 86% người của Đảng Cộng Hòa nói đi bỏ phiếu. Và mức sai biệt của cuộc thăm dò này là 3.2% cho tất cả những người trưởng thành và 3.8% cho tất cả những cử tri đã ghi danh. Đó là mức sai biệt. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thượng nghị sĩ của lưỡng đảng đang tìm cách tái lập lại cái đạo luật về nhân quyền cho người Duy Ngô Nhĩ. Bản tin mới nhất cho biết thì thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng Cộng Hòa tại Florida và Jeff Merkley của đảng Dân Chủ tại Oregon đã giới thiệu lại một cái đạo luật, gọi là cái dự luật thì đúng hơn, gọi là Unhui Human Rights Policy Reauthorization Act năm 2024. Trong đó vẫn tiếp tục cho Hoa Kỳ là ủng hộ cho các quyền của con người của người Duy Ngô Nhĩ ở tại Tân Cương và một số những cộng đồng thiểu số tại Trung Quốc. Quốc hội đã bắt đầu cái đạo luật gọi là Unhui Human Rights Policy Act năm 2020, và trong đó cáo buộc Trung Quốc đã có hành động gọi là đàn áp nhân quyền tại Tân Cương, và cái đạo luật này đã gần hết hạn. Và bây giờ thì ông Marco Rubio đã tái giới thiệu lại cái đạo luật này và bảo trợ cho cái đạo luật này. Dự luật này vốn đã ký dưới lại thời của ông Trump năm 2020 và đã có ảnh hưởng cùng một năm, và lệnh cấm vận này sẽ hết hạn vào năm 2025, 5 năm sau khi mà nó được thực hiện, và ít nhất hai thượng nghị sĩ đã tìm cách tái lập lại cái đạo luật này thêm 5 năm nữa. Và trong thời gian mà người Duy Ngô Nhĩ và những nhà bất đồng chính kiến đã trở thành mục tiêu tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta phải dùng tất cả những công cụ cần thiết để đối phó với sự đe dọa này. Việc mà tái lập lại đạo luật này thêm 5 năm nữa, tôi thúc giục các đồng nghiệp là ủng hộ cho sáng kiến này, ông Rubio đã đưa ra. Và như vậy thì phía Hoa Kỳ sẽ cho tái lập lại cái đạo luật này sau khi mà nó hết hạn 5 năm kể từ năm 2020. Và năm 2025 thì cái đạo luật này sẽ bị hết hạn. Và do đó ông Marco Rubio và ông Merkley đã đệ trình cái dự luật này và cho tái lập đạo luật này thêm 5 năm nữa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Cùng một lượt thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện tìm kiếm ban việc cấm cái cơ quan an ninh nội địa mua tất cả những cái bình điện hay là những cái điện từ Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết một nhóm các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã giới thiệu một cái dự luật thêm vào đó đối phó với việc tình trạng mà Bộ An ninh Nội địa có thể sẽ mua một số những cái bình điện được sản xuất bởi ít nhất là 6 công ty của Trung Quốc. Dân biểu có tên là Carlos Jimenez của Đảng Cộng Hòa tại Florida là chủ tịch của Ủy ban đặc trách về an ninh nội địa tại sàn Hạ viện và cũng như là đặc trách về vấn đề hàng hải và di chuyển đã giới thiệu cái dự luật có tên là HR-8631 vào ngày 5 tây tháng 6 với cái tựa đề Decoupling from Foreign Adversarial Battery Depending Act, tức là tách rời cái sự lệ thuộc cái nguồn điện và bình điện từ các cái quốc gia thù địch ngoại quốc. Và chúng ta không thể tiếp tục để cho cái sự thống trị về cái nguồn nguyên liệu quan trọng ảnh hưởng tới cái tư tưởng chính trị, và tôi rất hân hạnh để giới thiệu cái dự luật này để chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể sử dụng cái vấn đề kinh tế hay là vấn đề an ninh gây tổn thương mà khiến cho Bộ An ninh Nội địa phải lệ thuộc vào cái nguồn điện lithium ion ở tại Hoa Kỳ. Và 6 công ty này được nêu danh ở trong cái dự luật trên gồm có Contemporary Apparatus Technology Company, gọi tắt là CATL. Thứ hai là công ty BYD, công ty sản xuất xe điện của Trung Quốc. Thứ ba là công ty Evision Energy, hay còn gọi là EVE Energy, Golden Hightech và Hytium Energy Storage Technology. Đây là những công ty mà đã được nêu trên cái dự luật này, và lệnh cấm này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tây tháng 10 năm 2027 nếu nó được thông qua. Và đây được xem là một trong những chính sách mới nhất
mà Đảng Cộng hòa nhắm vào việc lệ thuộc nguồn điện cũng như là nguồn cung cấp bình điện từ phía của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới vấn đề này thì thống đốc của tiểu bang Virginia là ông Yang King đã lên tiếng và nói rằng cái việc mà Ngũ Giác Đài dự tính là sẽ chi ra hàng triệu Mỹ Kim để ủng hộ cho Trung Quốc trong việc mà thúc đẩy cái dự tính gọi là đặt các cái solar panel trên mái nhà. Bản tin mới nhất cho biết thì thống đốc của tiểu bang Virginia là ông Glenn Youngkin đã gửi một lá thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin để đặt câu hỏi về tình trạng mà Ngũ Giác Đài dự tính sử dụng số ngân sách 104 triệu Mỹ Kim của người đóng thuế để lắp đặt tất cả những cái solar panel ở trên cái mái ngói của Ngũ Giác Đài. Và vị thống đốc của Đảng Hòa đã nói với ông Austin rằng ông rất lo ngại nghiêm trọng về cái dự tính này, trong đó gần như là nó nằm ở trong tất cả các cái vị trí quân sự của Hoa Kỳ và điều này có thể sẽ gây tổn hại cho cái nền an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ. Quyết định là sẽ lắp đặt tất cả những cái solar panel trên cái mái ngói của Ngũ Giác Đài, mà trong đó đã bỏ mặc cái vấn đề an ninh quốc gia. Điều này sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và làm phí tổn của người đóng thuế lên tới 104 triệu. Dự án này đã được Ngũ Giác Đài đưa ra và trong đó họ tính rằng sẽ thực hiện cái chính sách năng lượng xanh của ông Joe Biden và có cái hệ thống điện được xem là backup. Và Ngũ Giác Đài cho biết là họ là một trong 30 cái cơ quan của chính phủ, trong đó sẽ nhận được là họ nhận được 104 triệu Mỹ Kim trong cái bộ năng lượng để cho phép họ đặt những cái solar panel ở trên mái ngói của Ngũ Giác Đài. Và điều này đã bị phản đối mạnh mẽ bởi ông thống đốc của tiểu bang Virginia, nơi được xem là có trụ sở của Ngũ Giác Đài tại đây, và ông không đồng ý Ngũ Giác Đài sử dụng ngân sách của liên bang để lắp đặt những cái solar panel mà ông cho rằng là có lợi cho Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, giới quân sự của Trung Quốc đã sắc nhiễu một chiếc tàu chiến của Hòa Lan trong lúc mà họ thực hiện cái tiến trình kiểm soát về lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn. Bản tin mới nhất từ Hòa Lan cho biết một chiếc tàu chiến của Hòa Lan đã bị sắc nhiễu bởi cái chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc ở phía đông bờ biển Trung Quốc vào ngày thứ Sáu, phía Hòa Lan cho biết. Và đây là hành động mới nhất mà Bắc Kinh đang nhắm vào các cái chiếc tàu của cộng đồng quốc tế khi mà giám sát việc mà cấm vận đối với lại Bắc Hàn. Trong bản statement đưa ra vào ngày thứ Sáu, thì Bộ Quốc phòng của Hòa Lan cho biết là ít nhất có hai chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay xung quanh chiếc khinh hạm của họ có tên là LMNS Tom nhiều lần, và trong lúc mà họ đang thực hiện cuộc tuần tra và họ đã bị tiếp cận bởi ít nhất là hai chiến đấu cơ của Trung Quốc và một chiếc trực thăng trong lúc họ tuần tra tại đây. Đây là hành động được xem là có tiềm năng thiếu an toàn, bản statement đã đưa ra. Trong khi đó thì chính quyền Cộng hòa Dân chủ Trung Quốc đã không lên tiếng cho biết về hành động mới này. Các lực lượng của các quốc gia được xem là Tây Phương vẫn có những tàu chiến và trực thăng của họ bay quanh khu vực biển của Bắc Hàn để giám sát tình trạng Bắc Hàn có thể tránh né lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và họ làm dưới cái sắc lệnh và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên thì kể từ khi mà họ xuất hiện tuần tra tại đây, các tàu của Úc, Canada, Pháp, Đức và Nhật Bản, New Zealand cũng như Nam Hàn, Hoa Kỳ đã vẫn thường xuyên bị sắc nhiễu bởi các chiếc chiến đấu cơ và các tàu chiến của Trung Quốc. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra. Trước đó thì phía Úc cũng lên tiếng vào tháng trước cáo buộc rằng chiến đấu cơ của Trung Quốc đã rọi đèn và tia sáng vào một chiếc trực thăng hải quân của họ đang thực hiện cái tiến trình giám sát trên bờ biển quốc tế ở khu vực Kim Hải. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất mà Bắc Kinh đã khiêu khích đối với lại các chiếc tàu của quốc tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Sydney đã bị phá hoại trầm trọng bởi một nghi can được xem là bài Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết thì tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại thành phố Sydney đã bị phá hoại, bị sơn xịt bởi một nghi can mà trong đó đưa ra những cái biểu ngữ gọi là bài Do Thái ở trên cửa của cái tòa lãnh sự quán này. Biến cố này diễn ra vào lúc 3 giờ sáng theo giờ địa phương ở vùng ngoại ô của thành phố được xem là lớn nhất tại nước Úc. Trong đó họ đã vẽ lên những cái hình ảnh được xem là có cái ngôn ngữ bài Do Thái. Tôi có thể nói rằng những người này phải tôn trọng cái quyền tranh luận chính trị một cách ôn hòa. Đó là lời phát biểu của ông Anthony Albanese đã đưa ra. Ông là thủ tướng của Úc, và điều này vẽ lên một cái hình ảnh ở trên cái tòa lãnh sự quán của Hoa Kỳ đã không làm được điều gì, và trong đó là một cái tội ác, và điều này không thể và phá hoại tất cả những tài sản công cộng và không thể được chấp nhận.
Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà những kẻ bài Do Thái tại nước Úc đã bắt đầu có những hành động nhắm vào những lãnh sự quán của các quốc gia ủng hộ cho Do Thái, đặc biệt là tới Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, liên tục sau nhiều ngày kể từ khi mà công an và quân đội đã tìm cách đưa ông thiền sư khất sĩ Thích Minh Tuệ biến mất trước khỏi công chúng, nhiều cư dân mạng của Việt Nam đã đặt câu hỏi về việc ông sống hay chết. Và trong mấy ngày qua, Hà Nội lật đật đã dùng tất cả những công ty truyền thông dưới quyền của họ, bao gồm những đài truyền hình VTV, báo Người Lao Động và kể cả báo Tuổi Trẻ đã liên tục đưa hình của thiền sư khất sĩ Thích Minh Tuệ ra trước công chúng, và trong đó bao gồm cuộc phỏng vấn của đài VTV đối với lại thiền sư khất sĩ Thích Minh Tuệ, và phóng viên của báo Lao Động cũng đã ngồi xuống và nói chuyện về đạo, về đời với ông thiền sư khất sĩ này. Và ngay trong ngày hôm nay thì tờ báo Tuổi Trẻ đã lập tức đăng hình về việc mà họ trao một cái căn cước công dân cho thiền sư khất sĩ Thích Minh Tuệ để trấn an dân chúng, trong lúc mà dân chúng đang hoang mang. Họ nghĩ rằng là chính quyền đã thủ tiêu ông thiền sư khất sĩ Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên thì những hình ảnh mới nhất được tung ra từ ngày 8 tây, 9 tây và 10 tây cho thấy là thiền sư Thích Minh Tuệ đã có mặt ở trong gia đình, gặp gỡ anh của mình, chụp hình gia đình, và kể cả tấm hình mà ông nhận được cái thẻ căn cước công dân từ lực lượng công an ở tại Việt Nam. Và điều này cho thấy Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu e ngại khi làn sóng người dân và dư luận đặt câu hỏi về sinh mạng của thiền sư khất sĩ Thích Minh Tuệ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, để quảng bá tuyên truyền và cho chế độ và bao che và che đậy tình trạng thiếu năng lượng, tờ báo Thanh Niên đã đăng một cái bài nói về cái mùa hè năm 2005, trong đó gần như là cái mức nóng mùa hè lên tới cao điểm. Tuy nhiên, thời điểm đó thì Cộng sản Việt Nam vẫn không bị thiếu năng lượng, vẫn đủ cung cấp nguồn năng lượng năm 2005 khi mà họ lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng của Nga. Tuy nhiên, cuộc chiến của Nga tại Ukraine trong hơn 2 năm qua và tình trạng khó khăn về vấn đề nhập cảng nguồn nguyên liệu đã khiến cho người dân ở Việt Nam lo ngại mùa hè năm nay họ sẽ bị cắt điện luân phiên rất là nhiều, bởi vì tình trạng Cộng sản Việt Nam thứ nhất là không đủ tiền và thứ hai là tình trạng nhập cảng nguồn năng lượng khó khăn hơn so với thời gian trước đây, đặc biệt là từ Nga. Việt Nam lệ thuộc ít nhất là 65% nguồn năng lượng từ Nga, bao gồm cả xăng dầu và khí đốt thiên nhiên. Và chính điều này thì tờ báo Thanh Niên đã bắt đầu viết một bài tuyên truyền cho chế độ để bảo đảm rằng là tiết kiệm điện, người dân bớt dùng điện thì sẽ có đủ nguồn điện để trải qua cái mùa hè năm nay. Điều này báo hiệu cho thấy là mùa hè năm nay, người dân Việt Nam sẽ đối diện với một cái hậu quả nếu như mức nóng tới mức khủng khiếp mà tình trạng không đủ điện, không đủ năng lượng và cúp điện luân phiên này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, bởi vì cái nóng của khu vực Á Châu nó khác với cái nóng của khu vực của Hàn Đới, nó khác nhau. Và khu vực nhiệt đới của Việt Nam, khi mà cái nóng lên thì nó làm cho mọi người cảm thấy là thiếu oxy rất là nhiều. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực tuyên truyền của chế độ giữa lúc mà chế độ đang lúng túng trong việc không đủ nguồn năng lượng nhập cảng từ bên ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, túng tiền và khát tiền giờ đây thì Bộ trưởng Tài chánh đòi phải lấy thuế luôn những người làm livestream bán hàng qua mạng. Bản tin mới nhất cho biết thì Hồ Đức Phước, người được mô tả là Bộ trưởng Tài chánh của Cộng sản Việt Nam, đã nhấn mạnh việc mà phải thu thuế những người làm livestream bán hàng ở tại Việt Nam. Và trong đó, ông ta tìm đủ mọi cách để thu thuế. Trước đó thì ông ta đã ra lệnh là sẽ phải ngăn chặn không cho xuất cảnh đối với những người chủ nhân các cái cơ sở tiểu thương hoặc những cơ sở thương nghiệp nào không đóng thuế thì sẽ không được phép xuất cảnh. Và bây giờ tới bước kế tiếp là ông ta nhắm vào tất cả những cá nhân, những người dân ở tại Việt Nam bán hàng trên mạng là phải truy thuế với họ, và nhất là những người livestream bán hàng. Và trong đó thì có rất nhiều những cái cá nhân đã bán hàng online, và trong đó họ cho rằng họ bị thất thu tiền thuế rất là nhiều. Đây được xem là một trong những chính sách thu tiền của Cộng sản Việt Nam giữa lúc mà tình trạng ở Việt Nam gần như là đã cạn kiệt tất cả những nguồn tài chánh và không đủ tiền để điều hành cái nguồn máy cai trị tại Việt Nam ngày hiện nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, sau khi mà người dân ồ ạt tràn qua Thái Lan du lịch thay vì du lịch ở nội địa Việt Nam thì giờ đây dân Việt Nam lại tràn qua Malaysia để mà du lịch thay vì là họ đi du lịch trong Việt Nam.
Bản tin mới nhất cho biết tình trạng mà chặt chém ở những cơ sở du lịch cũng như là tình trạng nâng giá vé nội địa của các hãng máy bay đã dẫn tới một cái hệ quả là gần như là hơn nửa triệu người Việt Nam đã tràn qua du lịch Malaysia sau một thời gian mà họ đến du lịch tại Thái Lan. Bởi vì với họ thì du lịch ở Malaysia và Thái Lan giá vé vẫn rẻ hơn, chi phí rẻ hơn và không có tình trạng chặt chém vô tội vạ bởi những cái điểm du lịch nổi tiếng. Đây được xem là cái hậu quả cho thấy rằng là cái chính sách du lịch của Cộng sản Việt Nam hoàn toàn thất bại. Và giờ đây, các cái hàng ngành du lịch của Việt Nam dường như là chỉ đón tiếp du khách từ Trung Quốc nhiều hơn so với du khách ngay trong Việt Nam. Và những du khách ở trong Việt Nam thì họ chọn đi du lịch ở Thái Lan và ở Mã Lai nhiều hơn thay vì đi thăm viếng những cái danh lam thắng cảnh của chính đất nước mình, bởi vì tình trạng chặt chém và đội giá cao lên của các hãng máy bay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!